BMW X4 M Sport 2022 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, chỉ có một lựa chọn tại Việt Nam với giá 3,279 tỷ đồng. BMW X4 2022 phân phối tại Việt Nam đi kèm gói trang bị M Sport tiêu chuẩn. Xe có thêm nhiều màu sơn độc đáo, phù hợp với cá tính hay phong thủy của người dùng. So với thế hệ trước, thiết kế SUV này thể thao hơn nhờ các chi tiết của gói trang bị M Sport. Cản trước mang đến cảm giác chắc khỏe, kết hợp cùng các khe gió hình thang giúp tăng tính thẩm mỹ và khí động học. SUV Đức có kích thước dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 4752 x 1918 x 1621 mm. Thiết kế đuôi xe tạo điểm nhấn với chi tiết cản sau nhựa bóng của gói trang bị M Sport. Cụm đèn hậu mảnh sử dụng bóng LED tạo hình chữ L. Cặp ống xả đặt đối xứng thiết kế thể thao. Thiết kế lưới tản nhiệt phong cách quả thật đặc trưng. Xe sử dụng công nghệ chiếu sáng BMW Laser Light cho tầm chiếu sáng đến 550 m. Cụm đèn có các chức năng thông minh như tự động thích ứng với ánh đèn ngược chiều, chiếu sáng vào góc cua. Thiết kế cabin có nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ dòng 4 series. Táp lô nổi bật với màn hình điều khiển trung tâm 12,3 inch, bề mặt hoàn thiện vân carbon. Màn hình thông tin sau vô lăng kích thước 12,3 inch với nhiều lựa chọn hiển thị. Hệ thống BMW Live Cockpit Professional cho phép người dùng kết nối smartphone bằng Bluetooth hỗ trợ Apple CarPlay. Cụm điều khiển trung hoàn thiện bề mặt bóng, mang đến cảm giác sang trọng. Xe dùng cần số điện tử, phanh tay điện tử, đề nổ bằng nút bấm. Khu vực này người dùng có thể kích hoạt, điều chỉnh nhiều thông số khác trên xe. Ghế thiết kế phong cách xe thể thao, chỉnh điện, bọc da Vernasca cao cấp. Tương tự nhiều dòng xe BMW X4 có tính năng điều khiển bằng cử chỉ gesture control, thuận tiện cho người lái. Hệ thống âm thanh cao cấp BMW Hi-Fi 12 loa với công suất 205W. Không gian hàng ghế thứ hai rộng, có cửa gió điều hòa riêng. X4 có các chi tiết trang trí mới được mạ nhôm Romico trên các khe hút gió điều hòa và trang bị tiêu chuẩn hệ thống đèn viền nội thất âm biển Cửa sổ trời toàn cảnh làm tăng thêm cảm giác thoáng đãng, sang trọng ở cabin. BMW X4 mới được nâng cấp với gói hỗ trợ đỗ xe tiêu chuẩn Parking Assistant, bao gồm tính năng hỗ trợ đỗ xe song song và lùi xe với đoạn đường dài đến 50 m Ngoài ra, SUV Đức được trang bị các tính năng như BMW Active Protection. Hệ thống ổn định thân xe điện tử DSC và hệ thống giám sát áp suất lốp. Cốc chứa đồ dung tích lớn và có thể tăng thêm khi gặp hàng ghế thứ hai. Cửa cốc có thể mở bằng nút bấm đặt ở chính logo BMW kép phía sau xe. BMW kép X4 2022 tại Việt Nam là bản Drive 20i trang bị động cơ 2.0 lít 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp twin-tower turbo, công suất 184 mã lực tại giải vòng tua 5.000 đến 6.500 vòng phút và mô-men xoắn 300 Nm tại 1.350 đến 4.000 vòng phút hộp số Steptronic Sport 8 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 8,3 giây, tốc độ tối đa 215 km/h. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.